Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay Chủ nhật 28 tháng 1 năm 2024 sẽ có các nội dung đáng chú ý. Dự báo sức mua hàng quá Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng khoảng 10% so năm trước. Tại thành phố Cần Thơ, người tiêu dùng cũng bắt đầu đi mua sắm nhưng chưa bước vào cao điểm. Tọa đàm vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trẻ, đề xuất những giải pháp để khắc phục, góp phần nâng cao số lượng và chất lượng đảng viên được kết nạp từ học sinh, sinh viên. Các đơn vị trong thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bổ ích, mừng đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn, đến chúc Tết lãnh đạo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh mà thành phố Cần Thơ đạt được trong năm 2023. Đây cũng là năm thành phố Cần Thơ long trọng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP giai đoạn 2011-2023 ước tăng bình quân 5,87%. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 118.000 tỷ đồng, tăng gấp 10,2 lần so với năm 2004. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại, dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh từng bước được cải thiện. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá cao thành phố Cần Thơ đã từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng về văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 0,21%, ở mức thấp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, và thấp hơn nhiều so với mức trung bình cả nước. Nhân Tết Giáp Thìn 2024, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đón xuân vui tươi, đầm ấm. Cũng trong ngày 28 tháng 1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường làm trưởng đoàn đến thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương thăm chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống hàng ngày và nhân dịp năm mới kính chúc các đồng chí trường thọ, sống vui, sống khỏe, tiếp tục có những đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, trong đó các đồng chí luôn là tấm gương sáng để cho thế hệ hôm nay cũng như Đảng bộ, chính quyền địa phương noi theo. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đất nước vẫn còn khó khăn, thách thức mới, nhưng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã chung sức chung lòng, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa. Đồng thời lưu ý lãnh đạo thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu nổi bật hơn nữa, nhất là tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, đồng thời bày tỏ tin tưởng năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục giành nhiều thành tựu toàn diện hơn nữa. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước để xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại hơn, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các đơn vị có liên quan vừa đến diện lúa đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát mô hình ứng dụng phân bón nano chậm tan Superior và cảm biến dinh dưỡng thông minh NPK trong canh tác lúa ứng phó với biến đổi khí hậu. Mô hình do tiến sĩ Trần Thế Cường và nhóm cán bộ khoa học của diện lúa đồng bằng sông Cửu Long phụ trách được thực hiện trong vụ lúa đông xuân 2023-2024. Giống lúa được chọn sử dụng là OM18, cấp nguyên chủng của diện lúa đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích ruộng thí nghiệm là 6.500 m². Các chỉ tiêu theo dõi là các chỉ tiêu nông học, thành phần năng suất và năng suất lúa,
chỉ số dịp lục tố 30-45-60 NSS, ghi nhận các chỉ tiêu đổ ngã sâu bệnh, ốc bươu vàng và phẩm chất gạo, tỷ lệ gạo lứt, tỷ lệ gạo trắng, gạo nguyên. Mục đích thực hiện mô hình khảo nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của phân bón nano chậm tan Superior ở các liều lượng khác nhau, đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây lúa, thành phần năng suất và năng suất lúa, phân tích diễn biến chỉ số diệp lục tố lá lúa và nồng độ pH trong thời gian canh tác, sử dụng cảm biến thông minh để đánh giá hiệu quả sử dụng phân bón, đồng thời xác định công thức liều lượng phân bón nano chậm tan Superior và phân bón vô cơ NPK phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, nâng cao năng suất và chất lượng lúa. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng đầu tiên của năm 2024, xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày, cửa khẩu quốc tế Lạng Sơn tiếp nhận khoảng 500 xe hàng, chủ yếu là trái cây tươi xuất khẩu sang thị trường tỷ dân. Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết nhờ các cửa khẩu rút ngắn thời gian thông quan nên không có tình trạng ùn ứ xe hàng xuất khẩu. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thực hiện nhanh quy trình kiểm dịch thực vật đối với các lô hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Hơn 242 triệu đô la Mỹ là tổng giá trị xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 12 năm 2023, tăng gần 10% về lượng và tăng trên 7% về kim ngạch so tháng trước đó, đạt gần 290.000 tấn. Đây là kết quả thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan. Trong năm 2023, xuất khẩu xăng dầu đạt 2.380.000 tấn, trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 13% về lượng và giảm hơn 1% về giá trị. Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của nước ta trong năm qua, đạt trên 517.000 tấn, trị giá gần 440 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 21% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu. Xếp thứ hai là thị trường Hàn Quốc, chiếm từ 9 đến 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt trên 220.000 tấn. Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm trên 13% về tổng lượng và gần 10% về tổng kim ngạch, đạt trên 320.000 tấn. Thưa quý khán giả, thực hiện Nghị định 123 của Chính phủ về quản lý phát hành và sử dụng hóa đơn cho mỗi lần bán xăng dầu, tại đồng bằng sông Cửu Long đã có một đơn vị triển khai nội dung này vào năm ngoái. Việc sử dụng hóa đơn bán hàng không chỉ để công khai minh bạch với người tiêu dùng, mà còn ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, chống thất thu thuế và trốn thuế. Ngày 1 tháng 7 năm 2023, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Tây Nam Bộ là đơn vị trực thuộc Petrolimex, chính thức lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại 103 cửa hàng bán lẻ trên toàn hệ thống. Trong đó, khu vực thành phố Cần Thơ có 24 cửa hàng. Công ty hy vọng việc triển khai xuất hóa đơn ngay sau từng lần bán xăng dầu sẽ tạo sự minh bạch, bình đẳng và xây dựng một thị trường lành mạnh, bền vững, giúp người tiêu dùng có những trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao. Mọi công việc triển khai những cái mới thì nó đều có khó khăn. Tuy nhiên, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thì luôn luôn tiên phong trong các cái lĩnh vực quản trị tiên tiến và tạo sự tuân thủ pháp luật cũng như là tạo sự minh bạch đối với cơ quan quản lý nhà nước và cho trải nghiệm khách hàng, nên đã có sự bước chuẩn bị từ rất sớm và có thể là từ khởi điểm từ các cái năm 2018 đã có chuẩn bị về hệ thống quản lý và các cái phân hệ để tích hợp cùng được với gắn theo lốc của mỗi lần xuất bán hàng. Petrolimex xây dựng quy trình giải pháp phần mềm và thiết lập hệ thống phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng trên cơ sở dữ liệu được hệ thống hóa từ cột bơm xăng. Hóa đơn được khởi tạo và phát hành ngay sau thời điểm kết thúc từng lần bán hàng cho khách hàng tại cột bơm và thông qua quy trình tạo lốc tự động kết nối với hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu. Khi khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn thì khách hàng sẽ cung cấp thông tin do nhân viên bán hàng sẽ xuất hóa đơn đó cho khách, thì hóa đơn đó được chuyển qua cơ quan thuế ngay lập tức và khách có thể tra cứu được trên trang của Tổng cục Thuế, trên trang hóa đơn của bên Petrolimex, và có thể nhận qua đường email hoặc là và nhân viên có thể in cái tờ tra cứu cho khách hàng. Còn đối với trường hợp mà khách không có nhu cầu lấy hóa đơn cho cái lần mua hàng đó, thì tất cả những cái lượng bán hàng đó thì từng lốc một bên mình vẫn lưu trữ, và sau 30 phút hệ thống sẽ tự động chuyển nó thành cái hóa đơn người mua hàng không lấy hóa đơn. Theo Nghị định 123 nó có cái, nó gọi là cái dạng hóa đơn không đầy đủ. Như vậy có thể rõ, hệ thống Petrolimex không cung cấp trực tiếp hóa đơn khi mua hàng.
nghĩa là không sử dụng máy POS để xuất liền hóa đơn giao cho khách hàng sau khi mua xăng dầu, như các trường hợp mua hàng ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi in liền hóa đơn. Tuy nhiên, hệ thống tự động vẫn sẽ kết nối, lưu trữ và chuyển dữ liệu về bộ phận quản lý cửa hàng xăng dầu để xuất hóa đơn điện tử khi khách hàng cần nhận. Xin được tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, Bộ Công Thương dự báo sức mua hàng qua Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có khả năng sẽ tăng khoảng 10% so năm trước. Tại thành phố Cần Thơ, người tiêu dùng cũng đã bắt đầu đi mua sắm nhưng chưa bước vào cao điểm. Theo Cục Thống kê Cần Thơ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm 2024 của thành phố tăng 0,20% so với tháng trước. Tổng doanh thu hàng hóa bán lẻ đạt gần 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua khảo sát tại các siêu thị, chợ truyền thống, các doanh nghiệp phân phối cho biết, lượng hàng hóa mua bán chủ yếu tập trung ở nhóm lương thực thực phẩm. Hiện người tiêu dùng có xu hướng mua sắm online các loại quần áo, giày dép, dụng cụ, sinh hoạt gia đình, vật phẩm hàng hóa phục vụ cho ngày Tết, vân vân. Do đó, các đơn vị phân phối đang tích cực triển khai các chương trình khuyến mại giảm giá hoặc bán theo combo nhiều sản phẩm để kích thích người tiêu dùng trực tiếp đi mua sắm. Các siêu thị, cửa hàng tiện ích nhận định khả năng vào tuần cuối cùng của năm, sức mua sắm mới tăng cao ít nhất là 30% tùy loại hàng hóa. Để phục vụ một cách tốt nhất cho người tiêu dùng du xuân đón Tết, nhiều đơn vị đã dự kiến chương trình hoạt động mua bán xuyên Tết Giáp Thìn. Chỉ còn chưa đến 2 tuần nữa là chính thức bước qua năm mới Giáp Thìn 2024. Thế nhưng nhiều hộ nuôi heo trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho biết giá heo hơi vẫn giữ ở mức thấp. Tại một số huyện ngoại thành của thành phố Cần Thơ, các hộ chăn nuôi thông tin giá thương lái đến tận chuồng để thu mua chỉ từ 51 đến 53 ngàn đồng một ký heo hơi. Tùy chất lượng thịt, với mức giá này, người nuôi khó có lợi nhuận sau 4 đến 5 tháng nuôi thịt. Đến cuối tháng 1 năm 2024, toàn thành phố có hơn 16.000 con heo đạt trọng lượng 100 kg, dự kiến sẽ xuất chuồng với tổng sản lượng khoảng 1.700 tấn thịt các loại. Nếu tiếp tục duy trì đàn heo quá lứa, nhiều hộ sẽ tốn thêm chi phí thức ăn và công nuôi. Để đảm bảo cho người chăn nuôi có lời và người tiêu dùng được hưởng mức giá thịt heo không chênh lệch quá cao, cần tăng cường giám sát, kiểm tra mua bán để đảm bảo giá cả ổn định cho thị trường. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, tình hình sản xuất hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay giảm so với năm trước. Đến thời điểm này, các hợp tác xã hoa kiểng, các nông hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã xuống giống gieo trồng hơn 1 triệu chậu hoa kiểng các loại, giảm hơn 16% so với dịp Tết năm trước. Các loại hoa kiểng được trồng tập trung nhiều nhất là cúc, dạng thọ, mai dạ thảo, cát tường, hồng, ớt kiểng, tắc kiểng, vân vân. Hiện các hộ cũng đã kết nối với tiểu thương để bán số lượng lớn với giá bán sỉ có cao hơn từ 10 đến 30.000 đồng một cặp tùy loại. Nguyên nhân số lượng trồng giảm là do nông hộ nhận định người tiêu dùng đang tiết kiệm thắt chặt chi tiêu. Ngoài quận Ninh Kiều đang sắp xếp lại lô xà hoa kiểng Tết thì các địa phương trên địa bàn cũng đã bố trí cho các tiểu thương mặt bằng để kinh doanh hoa kiểng Tết phục vụ người dân. Tiếp tục chương trình thời sự với các thông tin nổi bật khác. Sáng nay, tại trường Đại học Nam Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức tọa đàm vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trẻ là học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thực trạng và giải pháp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị góp phần khẳng định vai trò và uy tín, bản lĩnh, trí tuệ của tuổi trẻ, giữ vững niềm tin đi theo đảng. Hiện tại, về cơ cấu tổ chức của đoàn bộ thành phố có 22 đơn vị trực thuộc, trong đó có 10 đoàn trường đại học cao đẳng tương đương đoàn cấp huyện trực thuộc thành đoàn Cần Thơ. Các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp thuộc đoàn cấp cơ sở có 50 đơn vị. Về số lượng đoàn viên là học sinh sinh viên, hiện có là 70.313 đoàn viên, chiếm hơn 61%. Trong đó số lượng đoàn viên là đảng viên trong khối trường chỉ có 1.468 đồng chí, chiếm hơn 2%. Từ đó cho thấy công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên là học sinh sinh viên vẫn còn chưa tương xứng với quy mô. Các đại biểu đã tập trung đề cập đến thực trạng và phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan, đồng thời đề xuất những giải pháp để khắc phục, góp phần nâng cao số lượng và chất lượng đảng viên được kết nạp từ học sinh sinh viên. Đồng chí Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và đoàn thanh niên các cấp quan tâm đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt thiết thực, phát động các hoạt động phong trào phù hợp với đoàn viên là học sinh sinh viên, nhằm phát hiện, lựa chọn, giới thiệu, giúp cấp ủy trong công tác bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn kết nạp đảng viên, góp phần cùng đảng bộ thành phố phấn đấu thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới.
Sáng ngày 28 tháng 1, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2023 cho 470 sinh viên thuộc các ngành đại học chính quy của trường. Trong khóa tốt nghiệp lần này, có 65 sinh viên xếp loại xuất sắc, giỏi, chiếm gần 14%, và 343 sinh viên tốt nghiệp loại khá, chiếm 73%. Sau gần 11 năm hoạt động, hiện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ đang đào tạo 22 ngành trình độ đại học, với quy mô hơn 6.000 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo gần 95%. Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, chúc mừng các tân khoa, gửi lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh và gia đình các tân cử nhân đã cùng nhà trường tạo điều kiện và động viên các em nỗ lực phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện. Đồng thời mong muốn các tân cử nhân, kỹ sư không ngừng tự học, tự bồi dưỡng trong môi trường mới để làm phong phú thêm vốn kinh nghiệm cho bản thân, gặt hái nhiều thành công trong lập thân lập nghiệp, góp phần đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của quê hương đất nước. Dịp này trường đã khen thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong khóa học. Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tổng kết hoạt động hội năm 2023 và phát hành ấn phẩm Xuân Giáp Thìn năm 2024. Điểm nhấn nổi bật trong năm 2023 là hội đã tổ chức ra mắt sách tập thể lần thứ 3 với 24 đầu sách của các tác giả là hội viên của hội. Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ hiện có 95 hội viên. Ngoài 24 đầu sách trong năm 2023, hội còn ra mắt câu lạc bộ văn học, sáng tác tác phẩm chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề thu hút hàng trăm lượt hội viên và sinh viên các trường tham gia. Nhiều hội viên đạt giải cao tại các giải thưởng sáng tác khu vực và trung ương tổ chức. Tại buổi tổng kết, hội đã triển khai phương hướng hoạt động năm 2024 và giới thiệu đến bạn đọc ấn phẩm Xuân Giáp Thìn, gồm những sáng tác của hội viên và những người yêu thích văn chương trong và ngoài thành phố. Sáng nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức giải đua xe đạp thể thao thành phố Cần Thơ mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Dự giải có trên 266 vận động viên nam nữ đang tập luyện và sinh hoạt tại các câu lạc bộ xe đạp thể thao thuộc các địa phương An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bình Dương, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Các vận động viên thi đấu theo 4 nhóm tuổi, nữ từ 16 đến 55 tuổi và nam từ 56 tuổi trở lên, thi đấu cự ly 18,6 km. Còn lại là ở các nhóm tuổi của nam từ 46 đến 55 tuổi, từ 36 đến 45 tuổi và từ 16 tuổi đến 35, đều thi đấu ở cự ly 34,5 km. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên thi đấu xuất sắc đạt các thứ hạng từ 1 đến 15 ở từng cự ly. Cũng vào sáng nay, đoàn khối cơ quan dân chính Đảng thành phố Cần Thơ cũng tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 và mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự giải có 16 đội thi đấu với 66 vận động viên đến từ 51 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc thi đấu cầu lông với nội dung đơn nam đơn nữ và đôi nam nữ phối hợp. Giải thể thao là hoạt động ý nghĩa vừa để thiết thực chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước, đồng thời cũng nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, sân chơi thân thiện, bổ ích trước thềm năm mới. Đây cũng là dịp giúp đoàn viên thanh niên của các đơn vị giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau. Trường Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ khai mạc Hội Xuân năm 2024 với chủ đề Xuân Giáp Thìn, chơi hết mình. Tham dự có lãnh đạo Trung tâm Phát triển Phụ nữ Đồng bằng Sông Cửu Long. Chương trình thu hút gần 2.000 học sinh sinh viên của các trường đại học cao đẳng, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng tham gia. Tại lễ khai mạc, Trường Cao đẳng Việt Mỹ đã khánh thành xưởng công nghệ kỹ thuật ô tô, trao 17 suất học bổng sinh viên hoàn cảnh khó khăn của trường có thành tích xuất sắc trong học tập, trao giải bóng đá và cầu lông cho các đội tham gia. Bên cạnh đó, sinh viên và các em học sinh các trường trung học cơ sở còn tham gia trình diễn thời trang, giao lưu văn nghệ. Trong khuôn khổ của chương trình diễn ra từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 1, còn có các hoạt động như trang trí tiểu cảnh xuân, các trò chơi dân gian, nhảy bao bố, kéo co nấu cơm Quang Trung, gian hàng ẩm thực như bánh tét, bánh bò, các loại nước dân gian. Đây là năm thứ hai Trường Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ tổ chức hoạt động này, qua đó nhằm giúp sinh viên học sinh trải nghiệm, hiểu thêm về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, cũng như nét đẹp văn hóa dân gian qua các trò chơi, văn nghệ, ẩm thực. Đoàn Thanh niên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trong sáng nay cũng đã tổ chức chương trình Lan tỏa yêu thương lần thứ 3, trao tặng quà Tết cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.
Chương trình được Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức trong chuỗi chiến dịch Xuân tình nguyện 2024 do Đoàn khối Cơ quan Dân chính đảng thành phố Cần Thơ phát động. Thời gian qua, Tuổi Trẻ Đài đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện giúp đỡ trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. Lần này, lan tỏa yêu thương được sự đồng hành của Vietravel Cần Thơ, trao tặng 20 suất quà Tết, tổng trị giá 5 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, góp phần mang đến những phần quà ý nghĩa, giúp các em vui xuân đón Tết ấm áp, yêu thương. Thưa quý khán giả, dịp Tết Nguyên Đán đang cận kề, tại các cơ sở thờ tự tín ngưỡng tôn giáo luôn thu hút đông đảo lượng khách đến tham quan, chiêm bái. Công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đây được các ngành chức năng thành phố tăng cường thực hiện. Chùa Ông là một trong những điểm có số lượng người dân đến cúng bái dịp Tết đông đúc. Để đảm bảo an toàn cho hoạt động này, Ban Quản lý đã bố trí nhiều bình chữa cháy tại các vị trí, mở thêm các cửa thông gió, tăng cường thêm lực lượng kiểm tra việc đốt nhang và dập tắt nhang không để gây cháy. Các lối thoát hiểm cũng đã được bố trí để khi có sự cố, người dân có thể thoát thân an toàn. Trên các cái bàn thờ chính tại cái gian chính điện á, thì chúng tôi sắp xếp rất là cẩn thận cái vị trí của từng cái ngọn đèn và cái vị trí của cắm nhang, cũng như là tất cả các cái vật phẩm cúng trên bàn thờ á, nhất là những cái vật mà nó dễ bén lửa đó, thì chúng tôi sắp xếp thật là xa, bố trí một số những cái bình chữa cháy. Thì đối với cái không gian của chùa hiện tại như vậy thì chúng tôi đã bố trí là 4 cái góc chính, thì mỗi một góc là gồm có 3 bình, tổng cộng chúng tôi có là 12 bình. Gần đến Tết, các điểm chùa trên địa bàn quận Ninh Kiều cũng đã có sự chuẩn bị để cho người dân trong và ngoài thành phố đến tham quan chiêm bái. Công tác đảm bảo an toàn về điện, phòng cháy chữa cháy cũng được trụ trì các chùa quan tâm, bố trí thêm các bình chữa cháy, kiểm tra lại hệ thống điện trong chánh điện, tổ chức các tổ kiểm tra việc thắp nhang, đèn cúng bái hàng ngày. Ngoài cái trường hợp mình chuẩn bị mấy cái bình để chữa lửa, đặt ngay chân chỗ mấy chạm điện và mấy chỗ nơi có cắm nhang nhiều. Thường thì mấy cái lễ lớn hoặc Tết đó, chùa có thành lập một cái đội đi rút nhang. Khi mà nhang nó cắm vô cái bình nhang nó nhiều quá, nó rút, rồi nó nhúng vô một cái chậu nó đàng hoàng, xong rồi mình mới kiểm tra lại, mới để vô. Cái gì mà chắc cháy gây quả quạng á, thì chùa không bao giờ chứa kho để bảo đảm an toàn. Để các chùa được an toàn trong dịp Tết, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố cũng đã bố trí cán bộ phối hợp với Ban Quản lý các chùa để kiểm tra lại công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó cũng phát hiện những hạn chế mà một số chùa mắc phải, đó là chưa trang bị bình chữa cháy, máy bơm chữa cháy theo quy định, và cũng thông qua việc kiểm tra giúp các cơ sở này khắc phục những thiếu sót hạn chế để đảm bảo tốt hơn công tác phòng cháy chữa cháy dịp Tết. Trong chùa mấy năm trước đây thì đã có mấy cái bình phòng chữa cháy đó, nhưng mà nó thời gian mình không có sử dụng thì nó hết rồi. Sắp tới đây là Tết Nguyên Đán, mặc sư cũng sẽ sắm lại, để sắm lại một những cái điểm mà tập trung nhất, chẳng hạn như trai đường, chánh điện, nơi mà Phật tử đến thắp hương thắp đèn á, mình chuẩn bị để bố trí ngay chỗ đó. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến hai cái nguồn có khả năng dẫn đến nguy hiểm cháy nổ đối với các cơ sở thờ tự. Song song đó thì sẽ tiến hành kiểm tra về cái điều kiện an toàn phòng cháy cơ sở, cụ thể như là việc trang bị phương tiện chữa cháy tại cơ sở, đặc biệt là vấn đề là lối thoát nạn đối với các chùa. Tết Nguyên Đán cũng là thời điểm mùa khô nắng nóng, nguy cơ cháy cao. Do đó, đảm bảo tốt công tác ngừa hỏa hoạn tại các cơ sở thờ tự tín ngưỡng tôn giáo không những tạo thuận lợi an toàn cho người dân đến chùa cúng bái đầu năm, mà còn góp phần kéo giảm số vụ cháy nổ xảy ra. Và đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự tối của Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.